hướng, dẫn, móc, tối, rút, mini. Các bạn cần chuẩn bị sợi cô tông Việt Nam 1mm, màu hồng da. Kim móc 2,5mm. Đầu tiên, tạo 36 mũi bính, móc lòng tay. Vòng 1, móc 33 mũi kép phía bên tay phải, vào đường sống lưng dây bính. Tiếp tục móc 33 mũi kép vào phía còn lại, vào hai sợi dây còn lại của phần dây bính. Lưu ý, các bạn móc kèm thêm phần sợi dây còn dư luôn nhé. Mình không để ý nên tay ra ngoài khung hình. Các bạn cứ móc đúng 33 mũi kép là được nhé. Sau khi móc xong, các bạn có tất cả 66 mũi kép. Tiếp tục móc mũi trượt vào mũi đầu tiên để móc lên vòng thứ hai nè. Vòng 2 móc 4 mũi bính bỏ qua một chân mũi móc 2 mũi kép, một mũi bính bỏ qua một chân mũi móc 2 mũi kép, lặp lại đến cuối vòng. Móc một mũi trượt vào mũi thứ ba của mũi bính đầu tiên. Vòng 3, lên một mũi bính, móc một mũi đơn ngay chân mũi bính vừa móc, tiếp tục móc mỗi chân mũi một mũi đơn đến hết hàng, tổng cộng 66 mũi đơn. Lặp lại như vòng 2, vòng 3 cho đến khi đạt kích thước mong muốn. Sau khi móc được kích thước chiếc túi mong muốn, mấy bà cùng tôi móc sợi dây rút nha. Đầu tiên mấy bà tạo cho tôi vòng tròn ma thuật. Sau đó móc lên 3 mũi bính. Rồi mấy bà móc tiếp 3 mũi kép như tôi, sau đó móc tiếp 3 mũi bính.
bước một mũi trượt vào vòng tròn ma thuật, rồi rút chặt sợi dây thừa. Chuyển sang móc phần dây với 110 mũi bính, chú ý móc kèm theo sợi dây thừa luôn nhé. Sau khi móc đủ độ dài, mấy bà ướm vào xem sợi dây đủ dài với chiếc túi chưa nha. Tiếp tục móc phần đầu còn lại. Mấy bà móc 3 mũi bính rồi móc 3 mũi kép như tôi móc và móc vào chung một chân. Móc 3 mũi bính rồi móc 1 mũi trượt vào chân móc đó luôn. Sau đó dấu chỉ thừa nè. Phần túi mấy bà đếm và làm dấu điểm chính giữa, luồn dây vào là xong rồi nè. Chúc mấy bà thành công. Mấy bà nhớ đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tôi nha. Ba mấy bà.